Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ ăn trộm lừa đảo xe ô tô mà lực lượng công an thành phố Hà Nội mới triệt phá thành công. Số xe ô tô thu giữ được từ đường dây này là lớn nhất từ trước tới nay, lên đến gần 100 xe. Sự manh động, liều lĩnh cùng với thủ đoạn tinh vi của các đối tượng hay có kẽ hở nào từ các bãi đỗ xe khiến cho số lượng xe bị mất là rất lớn. Tìm hiểu của nhóm phóng viên VTC14. Chỉ cần đọc đúng biển số xe và lấy chìa khóa, đối tượng đã dễ dàng qua mặt bảo vệ để lấy cắp được một chiếc xe ô tô từ bãi trông xe thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Như vậy, cách thức của đối tượng rất đơn giản. Sau khi lựa chọn xe, chờ chủ đưa xe vào bãi, tranh thủ bảo vệ thay ca và đưa xe ra một cách dễ dàng. Hiện tại giờ chúng tôi đã cũng xác định được tăng vật của hai vụ trộm cắp tài sản tại thành phố Hà Nội. Ngoài ra thì còn rất nhiều các vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm khác của các đơn vị khác thuộc thành phố Hà Nội hoặc các một số tỉnh thành phố đã liên hệ với chúng tôi để liên hệ về cái việc là xác định là đối tượng đã cầm cố các cái tăng vật của vụ án này, và từ đó để chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ cái nguồn gốc của những xe đã thu giữ. Gần 100 xe ô tô này mà cơ quan công an đã thu giữ là ô tô không giấy tờ, không nguồn gốc, không chính chủ, xe thế chấp ngân hàng và xe do vi phạm pháp luật mà có. Điều đáng nói, theo cơ quan điều tra, để xảy ra tình trạng mất cắp như hiện nay thì chủ xe vẫn chưa biết cách bảo quản xe, để khối tài sản lớn không đúng nơi quy định, nơi không có người bảo quản trông giữ và mất cảnh giác. Cho nên việc phá án đường dây này gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi người đối tượng, ví dụ như đối tượng trộm cắp khác mang đến bán cho đối tượng tiêu thụ này, thì sau khi mà đối tượng trộm cắp không quay lại lấy xe thì đối tượng sẽ bán cho những người khác có nhu cầu sử dụng. Ngoài ra chúng tôi xác định được là đối tượng này còn có thể là tiêu thụ qua một đường số đường dây qua biên giới sang các nước xung quanh, ví dụ như Lào, Campuchia. Từ cái việc này thì dẫn đến cái việc rất khó khăn trong việc thu giữ tăng vật các vụ án. Như chúng ta biết là hiện nay là rất nhiều đối tượng lợi dụng để trộm cắp và thực hiện các cái thực cầm đồ trái quy định. Đồng thời khi mà phương tiện mà có bị mất cắp hoặc là có dấu hiệu chiếm đoạt thì kịp thời báo cho các cơ quan chức năng để biết, để cập nhật trên hệ thống, một là thực hiện các biện pháp điều tra để xử lý theo quy định, hai nữa là các đơn vị chức năng biết được thông tin để thực hiện cái việc phong tỏa, thực hiện cái việc sang tên di chuyển và chuyển hóa các cái phương tiện này trái quy định. Trên thực tế, do các điểm trong giữ xe còn thiếu và còn hạn chế, chưa được tập huấn nghiệp vụ nên dễ dàng qua mặt. Điều đáng nói, rất nhiều bãi xe đang áp dụng hình thức đọc biển số, lấy chìa khóa và đưa xe ra khỏi bãi mà không gặp bất kỳ cản trở hay câu hỏi xác minh nào từ bảo vệ. Các cơ quan chức năng cũng nhận định, lợi dụng việc sơ hở, cả tin của người gửi xe tại các bãi cũng như tâm lý không sợ mất trộm ô tô vì đây là tài sản lớn, sử dụng đi lại trên đường và khó có nơi tiêu thụ nên còn chủ quan. Ví dụ như cần có ngân hàng thì đều có các cái thông tin của ngân hàng và cơ quan giao dịch đảm bảo là cung cấp cho ngành thông, thì chúng tôi sẽ cập nhật trên hệ thống để thực hiện các biện pháp phong tỏa, ngăn chặn đối với trường hợp mà thực hiện các cái sang tên di chuyển chưa được giải chấp theo quy định. Còn các trường hợp khác liên quan đến phòng ngừa cái việc lợi dụng thì hiện nay thì theo quy định thì các phương tiện mà có dấu hiệu tội phạm, các phương tiện mà bị trộm cắp thì khi thông tin đến cảnh thông thì chúng tôi đều có cảnh báo trên hệ thống, và khi các đối tượng mà thực hiện các cái việc sang tên di chuyển trái quy định thì sẽ được phát hiện. Phải nói rằng những bãi gửi xe, đỗ xe đang là miếng bánh béo bở đối với những đối tượng biết lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của chủ xe, người trông xe để trộm cắp, phạm tội. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo rằng người dân có xe ô tô cần tìm đến những địa chỉ gửi xe an toàn, uy tín. Bên cạnh đó, bảo vệ bãi trông giữ phương tiện cần hết sức cảnh giác đối với những người đến lấy xe.